Rồi, hello mọi người nha. Thường lệ thì Vân và lời đầu tiên xin chào bà đế của cô Phương, top 8 đại sứ hàng Mỹ Miss International Queen. Gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Hương Sang Internet. Hương Sang Internet. Hương Sang Lifestyle. Hương Sang Lifestyle. 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 Bye. Nào không thường á, không thường quá đi bay thì gặp nay đi xin phú bạn hai kêu. Trời, lâu lắm rồi đó mọi người ơi, từ lúc mà đợt dịch tới bây giờ là mấy chuyện mới hội ngộ đó. Mà hơn ai rất là được vui luôn đó thì có. Mà ngồi dịch thì hai em đang làm sao, cái tiền làm sao? Tiền thu phương cũng ổn, cũng bán online. Bán online, Quay YouTube rồi. Chắc là đúng không? Đã được nhiều ủng hộ lắm. Yeah. Vậy là không có ảnh hưởng gì vô mình dịch mà họ được phải đón luôn, những đêm cơ có ảnh hưởng luôn. Còn thường thì sao? Có không phải có gì ảnh hưởng không? Nói chung là cũng có, nhưng mà tổng thì chuyển qua đăng kiếm thì khi mà đăng kiếm thì cũng có gặp cửa đúng không? Cũng bán nhiều thôi. Thế bây giờ mọi người nhận cái gì khác không? Để hai thí sinh mà bước ra từ MIQ thì cảm thấy nó có thành công hơn, nó có cơ hội. Nói chung là rất là cảm ơn chị Giang đã tạo điều kiện cho tạo ra một chương trình rất là quy mô hoành tráng. Thì đây là giống như là cuộc thi mà Miss International Queen đó, là cuộc thi đầu đời của Vô Đét của Vương Phương luôn. Cảm ơn chị Giang rất là nhiều. Đã là Vô Đét rồi mà sau cuộc thi là thành Vô Đét của Vô Đét rồi. Dũng động, luôn, lên giá luôn. Idol, 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 idol. Bây giờ là cái tăng là mới là ai vậy? Mới đúng không? Thấy cái gì mới đúng không? Rang với lại chân mày. Oh my god, mà tất cả miễn phí đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã chờ. Có một cái em sửa mũi mà em sợ mất cái duyên cho nên không có sửa. Ủa đúng không? Cái lông mũi mình đang duyên mà. Đang duyên, tính là mình không đẹp nhưng mà mình phải là điểm nhấn, mình sẽ dẹp cái bà đẹp qua thôi. Đúng rồi, mà tôi mình sửa thì nó mất cái duyên đi. Bởi vậy em không có sửa. Thôi không thể ngang lời nha. Mà cái răng trắng chứ, sao vậy, sao vậy, sao vậy? Trường hao. Trường hao. Để nó chị Giang nó trường hao là cái gì già, mình lớn tuổi thì nó sẽ sầm xuống. Vừa đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì có muốn gửi lời tới các bạn không? Có thì năm sau thì mong là chị Giang sẽ tổ chức lại, thì mong là những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình ở gần ở xa mình luôn thương yêu và ủng hộ kênh của chị Giang nha mọi người nha, để cho chị Giang có động lực để mà ra nhiều cuộc thi để dành cho những chị em cộng đồng LGBT giống như là Mộng Thường này và Đế Vũ Đô Phương đó. Mọi người thấy không, khi mà bước ra từ một cuộc thi là sẽ là hai con người khác hoàn toàn, được cái thứ nhất là được tình cảm, sự yêu thương của tất cả mọi người, cái thứ hai là mình được tự tin bước sang sàn khách quốc, cái thứ ba là mình đã chiến thắng bản thân của mình. Đủ đủ phương mọi người đó, mọi người nghĩ đi, 80 mấy ký gần 90 ký mà vẫn đi thi đó, mình cứ tự tin thoải mái đúng không? Yeah. Hay quá, cứ thoải mái. Nhà Việt Nam như nào? Việt Nam đây. Miss Trend, bắt đầu từ đầu, thôi đừng đọc trước đi. Khoan, năm sau là Miss Trend ở Việt Nam tổ chức mà, wow. Có thể là đi thi mà. Là đi thi đó hả chị? Đúng rồi. Đi. Bây giờ phải đi ra nha Miss Trend, nhưng mà biết là Miss Trend là cái sao của Miss Trend không phải? Phóng khoáng. Ngôn ngữ hình ảnh. Đúng rồi. Vô Đét Vũ Thu Phương Miss Trend Việt Nam. Em phải tự tin em ơi. Hay là em muốn lội đi cuộc thi này? Ủa em đến đây cuộc thi này làm cái gì? Đúng rồi. Em thắng ra, đây là thí sinh của em nè. Em có đánh bại Hương Giang làm sao em cứ đứng trên sàn khách quốc được. Tự tin thoải mái nè. Miss Trend. Thôi, khi mà dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Chứng động nè, chứng động nè chị ơi. Em thì mất em ngoan lắm chị Giang à. Em đâu có dám làm gì các cái men thờ đàn thôi. Thì bây giờ chị coi không có công an năm sau đi đi Miss Trend Việt Nam chưa? Miss Trend hả? Làm lại lắm. Làm lại lắm. Xuân Lan nhận xét liền hôm nay. Trời ơi. Dạ, bước đi ra bên Nhi Lan. Đúng rồi nha, đúng rồi nha. Vô Đét Vũ Thu Phương Miss Trend Việt Nam. Ok, chị, Phúc nó có đồ thịt bụng.
giờ em lỡ cái sai của em ví dụ như thế, nhớ tụi mời chị giám khảo nha. Cái lúc mà em đang diễn thì em vừa miss chance, đang thi bụng vô cái em nói y chang vậy luôn. Đúng bảo đảm em kiếm spotlight luôn. Được không vậy? Không có ai vừa thi vừa Việt Nam. Không, em có độ mình bụng. Đó, đúng không? Em hay đó. Mà cái bụi tắt sắc sắc nha. Dạ. Sao muối được hay nha. Không được cấp mà mới lên nguyên. Đúng rồi. Không, cái này là như là tổ chim mấy chị. Tổ chim này nó quy tụ giống như là 1001 con chim để mà tụ lên đầu. Thì có mấy cái chớp ở trên đó rồi. Đúng rồi chị, không em tính là chung tớ mình mới để mấy cái chớp rồi. Chung tớ là mình sẽ để 10 chiếc vịt lộn với lại 5 chiếc cút. Chị nghĩ thế nè, thí dụ dòng đầu với dòng lại đó là cái chiếc cút tớ nhỏ nhỏ. Đúng rồi, chung tớ em nghĩ đó. Bá cớt là chúng nó nở. Nó đẻ luôn đúng không hả chị? Xong rồi chung cớt là con chim đại bàng nó bự luôn. À, là chị tình chứ để con chim nó bay 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 trên đầu em luôn hả chị? Không vậy, sơ khảo là cái chú. Dạ. Bá cớt là chim nhỏ. Dạ. Dạ là ngày xưa chim em đi sáo, em đi chim sáo. Anh đi chim sáo. Xong rồi lớn lên là, xong rồi năm lên chim lên đại bàng. À, chim nó khó quá ta. Nó bị rối không chị? Không. Sao rồi? Thì bác cớ là chim sáo chim nhỏ đó, à, con già chủ không thành đại bàng. Chim nó tiến hóa đó bé, hiểu không? Đó, hai cái thái cực đối lập. Đúng rồi, vậy. Bên đây là điềm đạm, bên đây là thiếu điều thuật ngữ. Thì tưởng em hiểu thuật ngữ. Đâu có, em là... Nhưng mà bikini sao nè? Bikini thì bình thường đó chị. Không, bây giờ là biết trên bikini trên sao? Biết trên bikini trên. Nhắn là phải tờ 100 nữa này, phải hết. Em không có luôn hả chị? Muốn tính hành hay luôn á? Nào. Em vô cái tập để về nhà anh tập đó. Không được, bây giờ phải luôn, Em sợ quá. Vì em đang tàu thì bây giờ mình phải về luôn. Em sợ quá chị. Mọi người biết bình thường đi em. Vì chị cuộc thi chỉ có mình chỉ thi chứ sao giảm gì sợ. Thôi thôi, để chị dội vô miệng không cho. Không, em nghĩ là không có được vậy. Không có, vui luôn hả? Nhưng mà bây giờ ví dụ như là các bạn cảm là nhỏ Thái Lan nó chưa xấu em vẫn cái bên mình đang để chậm nắm tay để đăng quang á, em sẽ cảm hứng được. Trước khi thi bấm rễ rồi. Là... em đọc tên họ và tên là miết tên hay là giống như là Nguyễn Thị Xuân Lan hay Nguyễn Thị Xuân Lan Thái Lan rồi y chai là bấm quẻ là bị sụn nụ hay là sẽ bị Vĩnh Nhiên Kim là bị vệ sinh đó chị yêu ai là bị cái gì Vĩnh Nhiên Kim hả? Vĩnh Nhiên Kim chết cha là đau bụng mấy chị là Vĩnh Nhiên Kim sẽ kiện ngang nha. Ôi xin lỗi chị Vĩnh Nhiên Kim yêu không? Yêu không? Dạ. Ủa vậy là yêu sâu giờ mà chúng tới có chị Lan mà vậy ảnh rồi nhọc quá có chúng tới chị Lan mà đúng rồi quen luôn nhỏ đúng không chị Lan đúng rồi vậy. Chị Lan nói là đang luộn Giang nó mời chị nhưng mà thực ra nó mời giống như mời Hương Hoa mời Khói Giang vậy thôi chứ không có nhớ anh chị còn riêng nữa hả? Đúng rồi chị có diễn đó mà ủa alo ủa mình riêng mình còn hơn mà Mình chỉ muốn làm ra mà cái bên chị đúng không? Đây chị. Bằng giữ được địa điểm đó không? Dạ còn. Hay năm 8 Nguyễn Du La rồi lâu lâu có show hay là mấy cái bây giờ được đó. Hay là livestream hay là ý là em đi hết luôn á. Ai à, tối này là show nè, show của bên Hương Nam là hát luôn tôn đó chị Giang. Ừ, tham gia mấy chị lên được quyền xong mà chạy show mệt mệt luôn, hốt show luôn, yeah. Hốt show luôn. Nói chung là giờ đủ tiền mua học sàn gì đi chị Giang chưa? Chưa, em tính để dành tiền mua tặng cho mẹ cái nhà nhỏ. Không. Phải mua cái nhà trong Giang gì đó rồi cái kệ dày bự hơn ba cái nhà người ta. Cái gì? Đùi lắm. Tôi cái mâm đông mình mua cho mẹ là đầu tiên là cái nhà đúng không? Một người bạn xinh xắn hai mẹ con đầm ấm mẹ thì thương tiền mua cho mẹ rồi để cái giếng. Cái giếng thôi cũng gì vậy? Không. Bây giờ cái giếng này em phải bóc vô túi chị Giang, em nhét vô túi của em. Ủa được không? Không phải em chụp cái hộp sàn. Cái này là cái lọc của chị Giang. Nè nè em chụp cái hộp sàn cái em quăng vô mặt này nó hộp sàn nó sẽ quăng vô mặt. Trường khéo chính em chuyển vào nhà chị luôn. Chị ra đó. Không nhà không nên nhỉ? Đúng rồi. Không nên đúng không? Chị Giang sáng là mọi người sáng luôn. Thế chứ hôm đó bán nhà thì em tới mua luôn chị. Chị đi ra là chết nha. Mùa dịch là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhanh được nha.